huy động vàng trong dân, chủ trương gửi trứng cho ác để lừa dân của ông Thủ Chính. Chuyện các quan chức lãnh đạo của Việt Nam cho rằng tiền và vàng trong dân còn nhiều lắm là bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam luôn tìm cách móc hầu bao của người dân là chuyện có thật. Vào ngày 25 tháng 1, tờ báo điện tử Vietnamnet đưa tin với tiêu đề đề nghị lập sàn hút 400 tấn vàng trong két nhà dân. Bản tin cho biết tại tọa đàm giải pháp phát triển thị trường vàng an toàn và bền vững do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức. Các chuyên gia đề nghị thành lập sàn giao dịch vàng để có thể huy động khoảng 400 tấn vàng đang nằm trong két của nhà dân. Tờ báo điện tử Vietnamnet đưa tin. Theo đó, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cho rằng hiện nay hầu hết người dân mua vàng để bỏ tủ, cất két để phòng rủi ro, thì đồng tiền đó có sinh lời và lưu thông hay không? Do đó, khi nhà nước có sàn vàng sẽ thay đổi tâm lý của họ. Thay vì mua vàng thì người dân sẽ mua chứng chỉ vàng, sẽ yên tâm hơn và tiện lợi hơn, không lo cất giữ vàng. Và khi đó, vàng sẽ là hàng hóa lưu thông trên thị trường. Điều đó có nghĩa là người dân đưa vàng cho nhà nước quản lý và sẽ nhận lại một tờ biên lai gọi là chứng chỉ vàng về cất trong két thay cho vàng thật trước đó. Trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng tựu chung thấy rằng người dân giữ vàng là để phòng khi rủi ro, gửi cho tụi bay để nhận lại tờ giấy chứng chỉ gửi vàng. Nếu thời cuộc thay đổi, chế độ thay đổi, thì đốt tờ giấy chứng chỉ vàng ra mà ăn được à? Hay bản tính của con người là muốn kiếm lợi, người dân cũng muốn đầu tư sinh lợi, khi đủ cơ hội và an toàn pháp lý thì tự họ sẽ đầu tư, không cần ai thúc giục. Chắc chắn khi biết đề nghị của ông đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường thì 100% người dân sẽ lắc đầu và cười sự ấu trĩ của nhà nước khi muốn lừa dân. Trong quá khứ, nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần vay tiền của dân như công phiếu kháng chiến từ năm 1948 tới đến năm 1952, công trái quốc gia phát hành 1947-1948, rồi công phiếu nuôi quân năm 1964. Lần cuối cùng, nhà nước Việt Nam phát hành công trái là năm 1985. Đó là những khoản nợ mà nhà nước phải trả. Nhưng đến nay, nhà nước đã lờ đi và người dân coi như đã mất không. Một cửa tiệm kinh doanh vàng tại Việt Nam được biết vào ngày 17 tháng 7 năm 2017, khi đó, Bộ Tài chính Việt Nam có văn bản hứa sẽ trả nợ tiền công trái kháng chiến cho dân. Đài Á Châu Tự Do vào ngày 17 tháng 7 năm 2017 cũng đưa tin tiền nợ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ phải được thanh toán cho dân. Đây là đề nghị của Bộ Tài chính hôm nay, ngày 17 tháng 7, sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình. Nhưng sau đó thì không thấy có động tĩnh gì cả. Trở lại việc nhà nước tổ chức thị trường giao dịch vàng để hút vàng trong dân vừa ích nước vừa lợi nhà là chủ trương đúng và hợp lý. Chuyên gia tài chính, ngân hàng tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu trong một lần phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do đã giải thích như sau. Vay mượn theo kiểu đó là vay mượn có thế chấp và thế chấp bằng vàng. Có thể vay mượn với giá rất rẻ và lãi suất thấp và dùng số tiền đó để phát triển kinh tế. Nhưng hệ thống tài chính, ngân hàng phải đứng ra là người huy động số vàng đó và phát hành chứng chỉ vàng. Đó phải là chứng chỉ có trả lãi thì dân họ cảm thấy có lợi và đương nhiên nhà nước phải đảm bảo và rủi ro là 0%. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia tài chính, đa số thấy rằng nhà nước Việt Nam khó huy động vàng trong dân bởi dân chúng đã mất lòng tin trầm trọng với nhà nước. Việc huy động tiền vốn nhàn rỗi trong dân là điều không hề mới tại Việt Nam. Cụ thể, vào năm 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước lúc đó là Nguyễn Văn Bình đã trình Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về chủ trương thu hút vàng trong dân. Nhưng kết quả, cơ quan chức năng không thể thực hiện được. Câu trả lời đơn giản là khi người dân mất niềm tin vào chính thể thì sẽ dẫn tới mất niềm tin tín dụng. Ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo các chuyên gia kinh tế có ý kiến nghi ngờ, hiện nay Việt Nam đang nợ rất nước ngoài rất nhiều, từ khoảng 40 đến 50 tỷ đô la và mỗi năm phải có trách nhiệm trả nợ quốc tế từ 6 đến 8 tỷ đô la, đặc biệt là những năm đến 10, 12 tỷ đô la. Nhiều năm gần đây Việt Nam không có tiền để dự trả nợ mà phải vay để mà đảo nợ. Vì vậy, việc huy động vàng để trả nợ cũng là một rủi ro nếu mất khả năng thanh toán. Theo các chuyên gia kinh tế, nếu môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn thì sẽ khiến người dân tin tưởng đưa vàng ra đầu tư thay vì cất giữ như hiện nay. Vấn đề cần thiết là phải tạo được lòng tin cho người dân, nhưng bằng cách nào đây? Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian gần đây, nhất là các vụ SCB vừa qua, đã gây thêm nghi ngại nhiều hơn trong người dân. Vấn đề là chính phủ Việt Nam phải nghĩ cách cải thiện môi trường, tạo cơ sở pháp lý để người dân an tâm đầu tư.
khi người dân tin tưởng nhà nước thì họ sẽ đầu tư. Đừng để người dân mãi tin rằng, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì Cộng sản làm, như lời cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin Huy động vàng trong dân chủ trương gửi trứng cho ác để lừa dân của thủ chính. 4 năm sau vụ Đồng Tâm, tội ác chống nhân loại của ông Tô vẫn còn đó. Tin từ thôn Hoành, làng Đồng Tâm cho biết vào ngày 25 tháng 1, tức là nhằm ngày 15 tháng Chạp âm lịch, người thân và gia đình cụ Lê Đình Kình đã tổ chức đám giỗ cụ đơn sơ như mọi năm. Như vậy đã 4 năm trôi qua, kể từ rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi hàng ngàn cảnh sát cơ động của Bộ Công an với trang bị vũ khí đến tận răng tấn công vào thôn Hoành, bắn chết cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của bà con xã Đồng Tâm. Ông cũng là một đảng viên lão thành cách mạng lâu năm. Vụ tấn công của khoảng 3.000 cảnh sát này vào thôn Hoành liên quan đến vụ tranh chấp đất đai. Đây là vụ tranh chấp giữa dân làng với chính quyền, đáng ra phải được giải quyết theo luật dân sự. Nhưng chính quyền Việt Nam và Bộ Công an đã chủ trương sử dụng bạo lực để giải quyết. Kết quả vụ tấn công đã khiến 3 sĩ quan cảnh sát và một thường dân là cụ Lê Đình Kình thiệt mạng. Hàng ngàn cảnh sát cơ động bao vây làng Đồng Tâm. Cụ Lê Đình Kình là cựu chiến binh 84 tuổi đời, 58 năm tuổi đảng, đã bị chính quyền và các đồng chí của mình bắn chết trong phòng ngủ bằng một viên đạn xuyên tim. Bên cạnh đó, con cháu cụ và hàng chục người dân Đồng Tâm bị bắt giam, truy tố về các tội giết người, tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Không chỉ dừng lại ở đó, chính quyền còn cho mổ phanh cụ Kình như đã thấy trong clip và hình ảnh mà gia đình chia sẻ khi tiếp nhận thi hài. Trong đơn tố giác tội phạm gửi tới Viện Kiểm sát Nhân dân và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội liên quan đến việc cụ Lê Đình Kình bị bắn chết ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 của người dân. Trong đó có các nhân sĩ trí thức tên tuổi của Việt Nam cho biết ông Kình đã bị bắn từ cự ly gần vào tim, vào đầu, bị đánh chật khớp đầu gối và chết. Đồng thời xác ông Kình bị mổ và được trao lại cho gia đình để mai táng. Công luận trong nước và quốc tế đánh giá đây là vụ việc gây khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong mối quan hệ giữa chính quyền và người dân từ trước đến nay. Thậm chí, vụ Đồng Tâm còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với cuộc nổi dậy của hàng vạn nông dân tỉnh Thái Bình đứng lên chống tham nhũng vào những năm 1997, bởi trong sự kiện Thái Bình không có người chết. Cụ Lê Đình Kình, thủ lĩnh làng Đồng Tâm khi còn sống. Vào thời điểm sự việc nói trên kết thúc, công luận và giới trí thức phản biện cho thấy Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản và Quốc hội Việt Nam cần họp gấp cũng như cần mở một ủy ban kiểm tra riêng và độc lập để làm rõ ai là người đã ra quyết định tiến hành vụ tấn công ở xã Đồng Tâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Trên trang Bách Khoa Toàn Thư mở, phần nói về tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm, dẫn lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Luật pháp và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Công nghiệp Kỹ thuật Việt Nam, nói với đài BBC tiếng Việt từ Hà Nội vào ngày 11 tháng 1 năm 2020 như sau. Một nhóm lợi ích nào đó đang phá hoại đất nước này và đang phá hoại chế độ này bằng việc ra lệnh sử dụng vũ lực đàn áp người dân. Theo tôi đánh giá, đó là vấn đề đến nay vẫn vậy, và lối thoát ở đây lưu ý rằng Bộ Chính trị cần phải họp gấp. Hơn thế nữa, theo Đài Á Châu Tự Do đã tiết lộ do một điều kiện cho khá bất ngờ, đó là kế hoạch 419A được biết. Đây là kế hoạch do Công an thành phố Hà Nội soạn thảo và được Bộ Công an phê duyệt. Đây là bằng chứng cho thấy chính quyền Việt Nam đã bật đèn xanh, cho phép lực lượng công an huy động hàng ngàn cảnh sát bao vây và tấn công thôn Hoành, xã Đồng Tâm trong đêm rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhưng đến nay, kế hoạch 419A vẫn nằm trong vòng bí mật. Giới chuyên gia luật pháp thấy rằng cần phải làm rõ việc lực lượng vũ trang của Bộ Công an tấn công ở xã Đồng Tâm có vượt mức chức năng nhiệm vụ được giao cho công an hay không. Theo kế hoạch 419A là trái pháp luật, thì những người chịu trách nhiệm chính, những người lập ra kế hoạch đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng. Luật sư Đào Tăng Dược từ Úc trong bài viết Vụ án Đồng Tâm và tội ác chống nhân loại đã đánh giá như sau. Đồng Tâm hội đủ các yếu tố để những thành phần tội ác từ những sĩ quan công an liên hệ đến thành phần chóp bu như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và ngay cả Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó bị truy tố về một trọng tội có lượng tầm vóc kinh tởm nhất lịch sử loài người. Đó là tội ác chống nhân loại. Xin nhắc lại, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế đã ra thông cáo
kêu gọi chính quyền Việt Nam mở cuộc điều tra công khai và khách quan về vụ cưỡng chế đổ máu tại Đồng Tâm. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông vào ngày 15 tháng 1 năm 2020 đưa bài và tin đã gọi sự kiện ở Đồng Tâm là thảm sát Đồng Tâm. Người Việt Nam có câu trời có mắt, muốn nhắc tới một triết lý, một niềm tin vĩnh cửu. Con người ai sống, nhân từ bác ái thì trời phù hộ, còn kẻ ác thì trời sẽ trừng phạt. Những kẻ gây ra tội ác ở Đồng Tâm ngày hôm nay hãy chờ quả báo tìm đến trong một ngày không xa. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin 45 vụ thảm sát Đồng Tâm, tội ác chống nhân loại của Tô Lâm vẫn còn đó. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.